Mời mọi người theo chân Quảng để xem quy trình chuẩn bị sinh khối giun giống cho anh em đây nhá. Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra mật độ sinh khối giun giống ở chỗ nào đẹp nhất thì mình sẽ đóng vào thùng và sọt để gửi đến cho anh em làm giống đây ạ. Mình sẽ kiểm tra và tìm những chỗ nào mà giun vừa mới ăn hết thức ăn xong. Ở đó tập trung rất nhiều các thế hệ giun và trứng kén. Sau khi mình đã lựa được chỗ ưng ý rồi thì mình sẽ tiến hành dùng xẻng để mình hớt nhẹ nhàng lớp trên bề mặt 5-10cm. Nơi đó là nơi tập trung rất nhiều các cái thế hệ giun và trứng kén. Mình làm nhẹ nhàng dứt khoát để hạn chế tổn thương đến con giun. Sau khi đóng xong rồi thì nó sẽ được những cái thùng, những cái sọt sinh khối giống như trên hình anh em đã nhìn thấy đấy nha. Xong rồi thì mình sẽ tiến hành lên xe và vận chuyển đến cho anh em đây. Anh em nào ở xa bên mình không thể trực tiếp đến tận nơi được, mình sẽ tiến hành gửi xe khách như anh em đang nhìn thấy, đảm bảo tuyệt đối cho đến khi anh em nhận được sinh khối giun giống vẫn cực kỳ là khỏe mạnh. Anh em nào quan tâm đến con giun quế này, nói mình chỉ cho rất là nhiều những mẹo hay để nuôi giun thành công nha.